Chào các đồng chí, chúng ta lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống thôi. Hôm nay chúng ta làm món tôm rim nước dừa nhé. Tôm mấy con tôm sống khi sáng đi chợ mua được này, nhỏ nhỏ nhưng mà ngon lắm đó. Ướp với một tí muối, ướp muối thôi, đừng ướp nước mắm không ăn ra nước. Thịt lợn này là thịt lợn mua bộ đội đấy, hơi mờ nhưng mà ăn sạch mà ngon thôi, chịu khó ăn còn hơn là ăn ngon ngon mà nhiều mờ hè. Rồi bây giờ cái chảo này là ta bắt đầu là bỏ tôm vào đảo cho nó săn lên. Tôm đã sau khi được ướp rồi ấy. Nhưng mà anh muốn mà sạch thì cắt mấy cái râu kia hay đây nhác nó cắt đi dính chắc lên bằng giấy rồi nè. Rồi bây giờ đào mà thật săn săn rồi bỏ tí đường vào để cho hắn ngấm. Lúc này là ta đã có muối ở trong đó rồi. Bỏ đường, đào cho tôm càng săn thì khó nó càng ngon nè, các đồng chí biết không nè. Bây giờ là chúng ta sẽ thắng đường để kho thịt, bỏ thịt vào thì nó mới ngon. Thắng đường vào, mọi người chắc là ai cũng biết cách thắng đường rồi đúng không ạ? Thẳng cho đến nó xem thì bỏ một chút nước vào để nó đỡ bị đông. Bỏ thịt vào rồi đảo đều, đảo không gia vị nhá. Chúng ta sẽ đảo cho đến khi nó sẵn thịt thì bắt đầu mới bỏ muối và bỏ nước mắm vào. Đảo đến khi cái nước ở trong thịt nó hơi cạn cạn đấy thì là bắt đầu bỏ tôm vào. Chúng ta bỏ cái tôm mà lúc này đã đảo rồi ấy. Đảo vào, bỏ vào thì đảo đều tôm và thịt lẫn với nhau để cho nó ngấm, cùng ngấm gia vị. Các bạn nhớ chấm cái đầu đũa để thử xem thử là đã hợp với khẩu vị của mình chưa nhá. Xong rồi là thấy sẵn rồi thì bỏ một chút nước dừa vào. Mình có bỏ một chút bột nếm thực dưỡng chứ không bỏ bột nếm á gì ngon hay là những cái loại bột nếm bình thường mà cũng không bỏ mì chính. Mình thấy như thế là cũng đã vừa là ngon rồi vì nước dừa nó cũng có cái vị ngọt. Xong rồi đấy, mời các bạn nhé. Bữa ăn gồm có canh cua này,